Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 14 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, tại miền Bắc nhờ vào những cơn mưa rông về chiều tối và đêm, khu vực vùng núi phía Bắc là nơi có thời tiết dễ chịu hơn các khu vực xung quanh. Và ban ngày thì mưa cũng ít xuất hiện hơn, có chăng chỉ lác đác với lượng không nhiều. Trời có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Còn tại khu vực Hòa Bình, Trung Du hay là tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội thì mưa chỉ ở diện vài nơi. Thời tiết chủ đạo vào ban ngày vẫn là nắng nhiều với mức nhiệt phổ biến từ 34 đến 37 độ. Có nơi nhiệt độ lên trên 37 độ, trời nắng nóng và vô cùng oi ả, khó chịu, gây nên những khó khăn nhất định cho đời sống sinh hoạt cũng như là hoạt động ngoài trời trong ngày nghỉ cuối tuần của người dân. Tại miền Trung, trạng thái nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tác động từ vùng áp thấp nóng bao trùm kết hợp thêm với hiệu ứng gió phơn gây nên thời tiết khắc nghiệt trong thời gian qua sẽ tiếp tục chi phối khu vực này trong cả ngày hôm nay. Dự báo toàn khu vực phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng với nhiệt độ dao động từ 35 đến 38 độ. Vùng núi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có thể vượt ngưỡng nhiệt là 39 độ. Cảnh báo cháy rừng vẫn trong mức độ nguy hiểm và tình trạng khô hạn tiếp diễn khiến cho sản xuất nông nghiệp của người dân thêm phần khó khăn hơn. Xa hơn về phía Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận đó là khu vực có nhiệt độ dễ chịu hơn với mức nhiệt chỉ vào khoảng là 34 đến 36 độ, nhưng tình trạng khô hạn kéo dài cũng gây nhiều trở ngại cho đời sống của người dân trên khu vực này. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì cường độ gió Tây Nam suy yếu đi khiến cho mưa giảm chỉ còn lác đác vài nơi và nhiệt độ tại đây cũng tương đối cao vào thời điểm trưa chiều, dao động từ 30 đến 33 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 32 đến 35 độ cho các tỉnh thành khu vực Nam Bộ. Theo nhận định xa hơn của các chuyên gia thời tiết, thời đoạn những ngày tiếp theo, mưa rông sẽ có xu hướng tăng từng ngày, nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ đi, thời tiết sẽ dễ chịu hơn. Cụ thể, vào ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay trời hầu như là không mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ngày có thể chạm ngưỡng nhiệt là 38 độ. Những nơi có nhiều nhà kính, nhà cao tầng, hiệu ứng đô thị mạnh mẽ sẽ có cảm giác oi bức và khó chịu hơn. Đến thời điểm chiều tối, trời tuy có gió nhưng vẫn rất oi ả với nhiệt độ chỉ giảm xuống ngưỡng nhiệt từ 29 đến 31 độ. Do vậy, để giữ gìn sức khỏe trong những ngày này, đặc biệt là cho người cao tuổi và trẻ nhỏ, thì quý vị vẫn nên lưu ý một chế độ ăn nhiều rau xanh, ít đồ chiên rán và chú ý chúng ta bổ sung nước. Tuy thuộc xu thế nắng nóng tại miền Bắc nhưng thời tiết tại thành phố Cảng Hải Phòng thì lại có phần bớt oi nóng hơn, nắng cũng xuất hiện muộn hơn. Sáng sớm thì không khí trong lành với nhiệt độ vào khoảng từ 28 đến 29 độ. Trưa chiều nhiệt độ cũng tăng dần lên, ngưỡng nhiệt nắng nóng là 36 độ. Tuy nhiên, thì với địa hình sát biển thì thời tiết tại đây nhìn chung vẫn dễ chịu hơn, phần nào tạo điều kiện cho các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng của du khách. Cũng có địa hình nằm sát biển như Hải Phòng, nhưng thành phố Vinh lại chịu sự chi phối thêm của hiệu ứng gió phơn, khiến cho thời tiết tại thành phố này thì khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nhiệt độ tại khu vực từ sau 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều luôn ở vào trong ngưỡng cao là từ 35 đến 38 độ. Nắng nóng gây nên những trở ngại không nhỏ để các hoạt động ngoài trời cũng như là các hoạt động tắm biển của du khách. Do vậy, nếu như chọn Vinh làm điểm đến để trong đợt nghỉ cuối tuần này, quý vị vẫn nên cân nhắc một chế độ nghỉ ngơi hợp lý để tránh tình trạng say nắng, mệt mỏi, dễ đổ bệnh do thời tiết. Tại thành phố biển Đà Nẵng, do chịu tác động của hiệu ứng gió phơn của gió Tây Nam ở rìa vùng áp thấp nóng phía Tây thì đã gia tăng đáng kể. Do vậy, sang đến ngày hôm nay, ở khu vực này đã có nắng nóng khá gay gắt với mức nhiệt độ tăng lên ngưỡng nhiệt 38 đến 39 độ vào khoảng thời gian trưa và đầu giờ chiều. Nhận định là mức nắng nóng gay gắt còn duy trì ở đây trong nhiều ngày tới. Vì vậy, du khách đến tham quan nơi đây cần phải chủ động mang bên mình đủ vật dụng che nắng để tránh tia cực tím chiếu thẳng vào da, sẽ gây thương tổn cho da. Nằm xa hơn về phía Nam nên ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây hay hiệu ứng gió phơn cũng không mạnh mẽ bằng những khu vực khác của Trung Bộ. Thời tiết tại Nha Trang thì có phần dễ chịu hơn với nhiệt độ ở mức dưới ngưỡng nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động xung quanh ngưỡng nhiệt là 34 đến 35 độ, vẫn rất thuận lợi cho các hoạt động tắm biển và vui chơi của du khách. Điểm dừng chân cuối cùng trong bản đồ thời tiết ngày hôm nay của chúng ta chính là những thông tin về thành phố Hồ Chí Minh. Vào ban ngày thì trời sẽ có nắng nhiều với mức nhiệt độ vào khoảng 34 đến 35 độ. Nên khi mà đến các tụ điểm vui chơi ngoài trời, quý vị vẫn nên lưu ý về chế độ nghỉ ngơi hợp lý, nhất là với các em nhỏ. Về thời điểm chiều tối, mưa rông ít có khả năng xuất hiện nên các sự kiện được tổ chức thuận lợi hơn. Trời cũng dần mát mẻ hơn với nhiệt độ chiều tối chỉ từ 26 đến 29 độ. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin chào và chúc quý vị sẽ có một ngày mới tốt lành.